các con sẽ bắt đầu vào đăng nhập vào tài khoản của mình và sau đó thì các con sẽ gõ password đăng nhập khi đăng nhập thì sẽ hiện ra cái lịch học của các con bây giờ các con sẽ bấm vào cái ngày học của mình ví dụ như là ví dụ như hôm nay là ngày 11 thì các con sẽ bấm chuột vào vào cái giờ học của mình vào cái ngày học của mình nó hiển thị ra một cái box như thế này thì ở trên ngay trên cái top của cái box này thì nó sẽ hiển thị ra cái số buổi ví dụ buổi số 11 trên 26 thì để kiểm tra cái buổi này thì các con học cái gì và bài tập cô giáo ra làm sao thì con chỉ việc uh, kích chuột vào vào cái chương trình học này đó và rồi tìm đến cái buổi số 11 và sẽ kích chuột vào đây sẽ hiển thị ra cái lesson summary và bài tập về nhà của cô vậy thôi